Huyền Tân Đại Dương với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và làm hồ sơ du học. Thì hôm nay Tân Đại Dương xin chia sẻ những điểm mà bạn nên lưu ý khi mà chọn trường. Thì Tân Đại Dương hy vọng là những chia sẻ sau sẽ giúp bạn được phần nào trong vấn đề này. Trường tốt tại Anh sẽ được các cơ quan chức năng như là Bộ Giáo dục, cơ quan kiểm tra chất lượng giáo dục v.v. đánh giá và công nhận. Thì ngoài ra, học sinh nên chọn trường phù hợp với cá nhân như là yêu cầu đầu vào, môi trường, chi phí du học, đầu ra v.v. Học sinh nên xác định cụ thể ngành học, y dược, kinh doanh v.v. Thì môi trường học mong muốn có yên tĩnh hay là sôi động kiểu thành phố, có ít hay là nhiều học sinh Việt Nam hay không, và thời gian học thì ra sao. Và tiếp theo thì bạn nên xác định rõ lộ trình học tập. Ví dụ như là học sinh học hết lớp 11, nếu học lên dự bị đại học và liên thông lên đại học thì tổng thời gian học là 4 năm. Nhưng nếu học lên A-level rồi mới lên đại học thì tổng thời gian là 5 năm. Hoặc là sinh viên đã đang theo học cao đẳng hay là đại học tại Việt Nam thì nên đăng ký miễn giảm môn học để tiết kiệm thời gian học. Lưu ý là nếu bạn tiết kiệm được 1 năm học thì bạn sẽ tiết kiệm được ít nhất là 6.000 đến 7.000 bảng Anh, tiền ăn ở 1 năm tiền học phí. Bạn tiếp cận với các cơ hội học tập làm việc sớm hơn và kiếm được tiền sớm hơn. Và việc chọn trường thì đáp ứng được yêu cầu của bạn khá quan trọng. Ở các nước phát triển, mặt bằng chất lượng đào tạo giữa các trường đại học là khá đồng đều, và học tập tốt hay không không nhiều là dựa vào sự nỗ lực học tập của cá nhân học sinh. Học tập chỉ là một phần, học sinh cần linh hoạt để biết cách áp dụng kiến thức đã học vào thực tế công việc mới là quan trọng để thành công. Vì vậy, không nhất thiết là phải chọn học tại các trường có học phí đắt, mà nên chọn học vào những trường có phù hợp với mình nhất hay không. Thì học sinh có thể tìm hiểu việc làm thêm và tìm cách tiết kiệm hợp lý, làm thêm theo chính sách giúp cho sinh viên có thêm những kinh nghiệm việc làm trong thực tế. Thì các em được trao đổi văn hóa và trao đổi khả năng tiếng Anh. Và bạn hãy xác định mục tiêu chính của mình là học tập. Thì các bạn cần tập trung cho việc học tránh thi trường. Về trường sẽ đồng nghĩa với lại việc học lại, thi lại, kéo dài thêm thời gian và chi phí. Thì học sinh nên có thời gian biểu khoa học cho việc học tập, làm thêm và giải trí. Các bạn thì cần tìm hiểu về học bổng trước khi nhập học và trong khi đang học. Đây là nguồn thu không nhỏ. Và mọi thắc mắc về vấn đề này thì bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất,